Xin chào mọi người, video này là nội dung phim Thế giới hoàn mỹ tập 163. Cuối phần trước, người huynh đệ Lam Nhất Trần đã tìm được bảo vật, sau đó bị nhiều cường giả của nhiều thế lực vây bắt. Thạch Hậu sau khi nghe tin, liền tức tốc đến giải cứu. Phe vây bắt tổng cộng có 8 tên thiên kiều, bọn chúng dàn đội hình bao vây ngọn núi mà Lam Nhất Trần đang lẩn trốn. Rất nhanh sau đó, Thạch Hậu cũng đi tới nơi, cậu trực tiếp bay đến trước mặt bọn chúng để nói chuyện tâm sự. Một nữ tử lên tiếng khinh thường, bọn họ đang vây bắt Lam Nhất Trần, vậy mà tiểu tử này còn dám đi cùng lạc đạo. Một nữ tử khác nhận ra lai lịch của Thạch Hậu là Hoàng. Thạch Hậu cũng lên tiếng khiêu khích ngược lại. Một gã đàn ông trung niên gọi là Đại Lực Thần Ngưu muốn ra sân hoạt động gần cốt, tiện thể tiễn nam chính lên đường. Trước đó nói hùng hổ bao nhiêu thì sau khi lâm trận lại yếu đuối bấy nhiêu. Thạch Hậu dùng nắm đấm đối kháng trực diện. Đại Lực Thần Ngưu có lợi thế là sức mạnh cận chiến, nhục thân cứng rắn, nắm đấm tung ra có sức mạnh rất lớn. Nhưng sau khi đọ sức với Thạch Hậu thì lại không đỡ nổi một đòn, cơ thể bị đánh bay về sau. Cậu lên tiếng khiêu khích, có thể cản được một quyền của mình mà chỉ rách tay, đúng là có chút bản lĩnh, hay là chuyển phe đi theo cậu. Lời này làm cho gã ta tức điên tiết. Những tên khác biết thực lực của Thạch Hạo không tầm thường nên không đánh lẻ nữa mà chuyển sang tấn công hội đồng. Bọn chúng đồng loạt tung ra bảo thuật. Thạch Hạo đứng yên tại chỗ ngăn cản. Đối mặt với sức mạnh của 5 người, sức lực của một mình cậu vẫn bị thua thiệt. Cơ thể bị đánh bay vào ngọn núi. Trái với suy nghĩ của bọn chúng, Thạch Hậu sau khi ăn trọn một chiêu vào người vẫn không hề hấn gì. Cậu mặc lên người bộ chiến giáp rách nát, rút ra trường kích rồi chậm rãi bay lên không trung, mặt đối mặt. Bọn chúng thấy vậy liền cùng nhau cầm vũ khí lao đến. Thạch Hậu dễ dàng ngăn cản, phản công bằng cách vẫy tay triệu hồi sấm sét đánh xuống, khiến cả đám nằm ngã ngửa. Đại Lực Thần Ngưu không muốn chịu thua, gã ta biến trở lại bộ dạng bản thể là Ngưu Ma Vương, cơ thể lực lưỡng, ánh mắt toát lửa, toàn thân toát ra sức mạnh. Con trâu khổng lồ lao đến định dùng sức mạnh nhục thân đầm nát Thạch Hậu. Ai ngờ Thạch Hậu lại chủ động xông lên đón đỡ. Chỉ với một cú đấm và một cú sút, Ngưu Ma Vương khổng lồ đã bị đánh cho không đứng dậy nổi. Ở chiến tuyến khác, Lạc Đạo thì giao thủ với một tên thanh niên tóc tím cùng một nữ tử có nhiều cái chân bọ cạp. Thấy huynh đệ gặp nguy hiểm, Lam Nhất Trần phải hiện thân ra ngoài để trợ giúp, nhưng cũng không đánh lại được bọn chúng. Người cần tìm cũng hiện thần, bọn chúng lập tức yêu cầu Lam Nhất Trần giao ra thần thảo. Thạch Hậu bước ra ngoài từ chối, nói bằng lời không được, hai bên lại phải dùng thực lực để tranh giành. 8 người phe địch nhanh chóng dàn thế trận bao vây. Sau đó cùng nhau hợp sức tung ra bảo thuật, Thạch Hậu lại lên tiếng thách thức bọn chúng có tuyệt chiêu gì thì cứ tung ra hết đi. Đối mặt với thế công của 8 người, cậu chỉ thản nhiên sử dụng ra tuyệt chiêu luân hồi bảo thuật. Sức mạnh lan tỏa ra xung quanh khiến thời gian và không gian bị chậm lại nghìn lần. Cơ thể bọn chúng bị áp chế, không thể cử động được. Cậu chậm rãi tiến về phía nữ tử có nhiều chân bọ cạp. Đứng trước nguy hiểm về tính mạng, cô ta cũng tỏ vẻ hoảng hốt. Thạch Hậu không vì đối phương xinh đẹp mà buông tha. Cậu trực tiếp tặng cho cô ta một kiếm vào người. Những tên khác thấy vậy, liền tức giận. Ngay khi chiêu thức luân hồi bảo thuật mất hiệu lực, bọn chúng lại ồ ạt tấn công. Tuy có làm khó được nam chính một chút, nhưng bấy nhiêu đó lại không đáng kể. Thạch Hậu hóa giải toàn bộ công kích, rồi rút ra trường kích hạ sát từng tên. Cuối cùng, chỉ còn lại 2 kẻ sống sót. 2 tên này biết mình gặp phải đối thủ đáng gờm rồi, thế là bọn họ chia nhau ra chạy trốn. Giờ muốn đi thì đã quá muộn rồi, cậu sử dụng ra đôi cánh gia tăng tốc độ, rồi phóng nhanh về phía con chim khổng lồ, tặng cho nó một kích xuyên người. Tên còn lại thì bị đả thần thạch hạ sát. Toàn bộ nguy cơ đã được hóa giải, Lam Nhất Trần rất cảm kích cậu vì đã liều mạng trợ giúp. Thạch Hậu cũng cảm kích vì hắn ta đã bảo vệ thần thảo đến cùng. Bảo vật nhanh chóng được trao cho Thạch Hậu, có nó rồi, thực lực cậu chắc chắn sẽ tăng tiến lên cao hơn. Đến đây thì lời hẹn ước giữa cậu và hai người Lam Nhất Trần đã được hoàn thành. Cậu thu lấy 2 chiếc lông của 2 con chim rồi chuẩn bị dùng nó để làm nồi lẩu. Phía bên ngoài, các cường giả đều quan sát nhất cử nhất động của Thạch Hậu. Vì sự tàn bạo hung tàn của cậu nên bọn họ đặt cho cậu biệt danh là Ma Vương. Dù đã bộc lộ tài năng kinh người thì đám cường giả này vẫn nghĩ rằng Thạch Hậu sẽ khó thoát khỏi cái chết. Bên trong tiền cổ còn có nhiều cao thủ, bọn họ chắc chắn sẽ không để cho một kẻ có tội huyết như Thạch Hậu hoành hành. Ngoài các tên tuổi nổi bật được mô tả với những từ ngữ vô địch, thì còn có một nhân vật đã quen thuộc với các bạn khán giả. Người mà mình đang nói đến chính là Thạch Nghị. Thạch Nghị sẽ trở thành bạn hay thù? Các bạn hãy cùng chúng mình đón xem nhé! Tập phim tới đây là khép lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi.
Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau.